Kính thưa cộng đoàn, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội, chúng ta mừng kính trọng thể thánh cả Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Thánh Giuse cũng là thánh bổn mạng của giáo hội Việt Nam, đồng thời ngài cũng là bổn mạng của một số quý cha, quý thầy, một số quý anh em trong giáo xứ và giáo khu thánh Giuse. Nhìn lại cuộc đời của thánh Giuse, tuy âm thầm như đáng cho mỗi người chúng ta suy nghĩ để noi gương bắt chước cá nhân đức của ngài. Nét đẹp thứ nhất nơi thánh cả Giuse, sự thinh lặng. Ngài làm nhiều nhưng nói ít. Sự im lặng của ngài là sự im lặng của một đời sống nội tâm phong phú, một tâm hồn biết cầu nguyện và luôn tìm sống thánh ý Thiên Chúa. Nét đẹp thứ hai nơi thánh cả Giuse, sự vâng lời tuyệt đối. Ngài luôn vâng lời Chúa, dù lệnh Chúa truyền chỉ trong thị kiến giấc ngủ, dù lệnh Chúa truyền nhiều khi rất khó chấp nhận. Sự vâng lời tuyệt đối nói lên đức tin mãnh liệt vào Chúa. Ngài hoàn toàn tin tưởng nên hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Nét đẹp thứ ba nơi thánh cả Giuse, sự khiêm nhường quên mình. Ngài không làm những việc lớn lao trọng đại theo con mắt của người đời, nhưng ngài chu toàn những bổn phận nhỏ bé thông thường. Ngài tự nguyện sống âm thầm để Chúa được nhận biết. Ngài chấp nhận bị quên lãng để Chúa được yêu mến. Những nhân đức của thánh cả Giuse thật khó bắt chước, nhưng đó là những đức tính rất cần cho thời đại chúng ta. Thế giới ngày nay quá ồn ào, cần có những con người thinh lặng để hành động. Thế giới ngày nay chán ngán những lý thuyết suông, nên cần có những chứng nhân. Thế giới ngày nay đang đánh mất niềm tin yêu phó thác, cần có thánh cả Giuse như mẫu gương trung tính và khôn ngoan. Thế giới ngày nay tiến đến hưởng thụ cá nhân chủ nghĩa, đang cần những con người khiêm nhường phục vụ quên mình. Mừng thánh lễ Giuse hôm nay, xin cho mọi người chúng ta, đặc biệt những ai chọn ngài làm vị thánh bổn mạng, biết noi gương những nhân đức của ngài để thánh hóa bản thân, củng cố gia đình và góp phần canh tân xã hội. Với tâm tình đó, chúng ta cùng sốt sắng hiệp danh thánh lễ. Xin kính mời cộng đoàn đứng cùng hướng về đoàn rước.
sẽ thương rằng lạy trăm người đứng an bài nơi con nương tựa và chính ngang nguồn mạch cứu độ con và lòng sùng ái người sẽ đầy dư mãi mãi trong ơn con sẽ duy trì lời giao một ngày phần lâu dài. Thank you.
Bài ca tôi hát về Thánh Giuse, một đời mến Chúa tròn nghĩa phu thê, vượt bao gian khó một chốn đôi quê, vất vả trăm bề Ngài là Giuse. Ngài là Giuse dương phu đấng cứu đời, Ngài là Giuse dương nuôi con Chúa Trời, Ngài là Giuse chọn một đời công chính, mến Chúa hết tình chẳng ngại khó hy sinh. Bài ca tôi hát về Thánh Giuse, thuần theo ý Chúa Ngài đã vâng nghe, dù cho cay đắng chẳng dám khinh chê, đau khổ chẳng nề Ngài là Giuse. Ngài là Giuse dương phu đấng cứu đời, Ngài là Giuse dương nuôi con Chúa Trời, Ngài là Giuse chọn một đời công chính, bên Chúa hết tình chẳng ngại khó hy sinh. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gia-cốp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính, đã không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Suy niệm lời Chúa lễ thánh cả Giuse. Cách đây đã lâu, vào một buổi tối Chủ nhật, đài truyền hình thành phố có chiếu lại cuộc xét xử gần 100 bạn trẻ bị bắt vì tội sử dụng ma túy. Họ bao gồm mọi thành phần, trong đó có cả những em học sinh, sinh viên. Sự kiện trên gây ra nhức nhối cho những người có trách nhiệm của xã hội, của nhà trường, các đoàn thể, nhưng nhất là các bậc làm cha làm mẹ. Trong số những người được mời phỏng vấn, có cả người cha của một em sinh viên nghiện ma túy. Trong nỗi bức xúc trăn trở của mình, ông không chỉ sửng sốt ngỡ ngàng khi thấy con mình đi vào con đường nghiện ngập, đánh mất tuổi xuân và tương lai, nhưng còn nhìn ra do quá lo lắng chạy theo không ăn việc làm mà lơ là bê trễ trong việc kiểm soát, theo dõi con em mình. Ông cũng đề nghị chính quyền cần lên án và phạt thật nặng những bọn xấu buôn bán loại thuốc giết người này. Thuật lại sự kiện trên để thêm một lần nữa chúng ta thấy cái trách nhiệm lớn lao, cái áp lực nặng nề mà các người cha, người gia trưởng trong gia đình đang phải chịu đựng ngay giữa cảnh huống của gia đình. Đâu là hình ảnh của một người cha, một người gia trưởng mà chúng ta cần nhìn vào, học theo để có thể từ đó duy trì nề nếp gia phong, ổn định cuộc sống và đem lại sự tươi mát cho tổ ấm gia đình. Bài đọc Samuel hôm nay giới thiệu với chúng ta về Thiên Chúa như là cha trên hết mọi người cha và là nguồn gốc của mọi tình phụ tử. Thật vậy, với vai trò cha của vua David, Thiên Chúa không chỉ lo lắng cho ông một nơi yên nghỉ cùng với các tổ phụ,
Mà Ngài còn ưu ái cho dòng dõi của ông được kế vị, mưu rể ông đông đúc, triều đại ông sẽ vững bền. Tất cả điều đó Ngài đã làm cho ông bởi vì Ngài là cha và coi ông là con. Đây là phần thưởng mà Ngài dành cho David sau một cuộc đời trung thành, gắn bó, kính mến đối với Thiên Chúa. Điều mà Thiên Chúa hứa với David về một triều đại bền vững trên nhà Israel thì Ngài đã thực hiện ngang qua Đức Giêsu. Thật vậy, những gì mà Kinh Thánh ghi lại về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu củng cố thêm niềm tin và sự thánh thiện và nhân đức của Thánh Giuse. Con trẻ lớn lên, khỏe mạnh, thêm khôn ngoan và nhân đức trước mặt Thiên Chúa và loài người. Xem quả thì biết cây, hoa quả mà Thánh Giuse đã dày công vun trồng, đã vất vả tưới bón trong tận tụy hy sinh, trong tin yêu cầu nguyện, cùng với sự thánh thiện công chính, đã không chỉ đưa Thánh Giuse đến với một cuộc sống hạnh phúc bên Chúa, nhưng còn là bài học, là bí quyết, là mẫu gương sống động cho tất cả chúng ta noi theo bắt chước, để đem đến cho gia đình sự hòa thuận, đầm ấm và yêu thương. Thật vậy, cuộc đời của Thánh cả Giuse được dệt bằng những tháng năm âm thầm sống đức tin và vâng phục ý Chúa. Chính niềm tin sâu sắc của Thiên Chúa đã đưa Thánh Giuse đến với những tâm tình, thái độ và cách sống của một người công chính. Tin mừng Thánh Matthew đã diễn tả sự công chính của Ngài bằng những dòng chữ rất xác thực. Mẹ người là Maria đính hôn với Giuse trước khi về chung sống với nhau. Maria đã mang thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Giuse chồng bà là người công chính, không muốn tố giác bà, nên mới định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Thế nhưng, một khi được Thiên Thần báo mộng, vượt lên trên mọi suy nghĩ, Thánh Giuse đã mau mắn nhận Maria về nhà làm bạn mình. Sự công chính sau này còn được thể hiện qua việc lo lắng cho Đức Mẹ lúc nở nhụy khai hoa, khi trốn sang Ai Cập, lúc trở về quê nhà Nazareth. Ở đâu và trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng lấy đức tin để soi chiếu vào mọi suy nghĩ, hành động và việc làm của mình. Như một nhúm men hòa vào ba đối bột sẽ làm dậy lên cả thúng bột, thì đức tin kiên định cùng với sự công chính rất mực của Thánh Giuse đã làm dậy lên hương thơm nhân đức nơi gia đình. Một niềm tin được cắm rễ sâu trong việc lắng nghe và vâng phục ý Chúa đã không chỉ làm sáng danh gia đạo, nhưng còn góp phần rất nhiều vào việc hình thành nhân cách của Chúa Giêsu, giúp Ngài thực hiện và hoàn tất sứ mạng cứu thế, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Đây cũng là điều được Thánh Phaolô khẳng định trong thư gửi Roma. Anh em thân mến, không phải nhờ lề luật mới có lời hứa ban cho ông Abraham hay dòng dõi của ông trở nên kẻ thừa kế thế gian, nhưng là nhờ sự công chính của đức tin. Cộng đoàn phục vụ thân mến, cùng với giáo hội hôm nay chúng ta long trọng mừng kính lễ Thánh cả Giuse. Đây là dịp để chúng ta tuyên xưng lòng nhân lành của Chúa đã tuyển chọn và ưu ái đặt Thánh Giuse làm cha nuôi Chúa Giêsu, và như thế cũng là đấng bảo trợ cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta. Trên tòa Chúa giờ này, Ngài đang hướng nhìn xuống đoàn con cái với tình yêu thương nồng thắm, nhất là khi thấy chúng ta hàng ngày còn vất vả chèo chống với bao sóng gió khó khăn để bảo vệ con thuyền gia đình khỏi bị dập vùi và tan nát trước bao cơn sóng của vật chất, của kiêu ngạo, của dục vọng, của đam mê ích kỷ, khoái lạc, say sưa. Xin cho mỗi chúng ta, nhất là các gia trưởng, luôn biết hòa lại từng ngày mẫu gương của Thánh cả Giuse là tích cực góp phần kiến tạo hạnh phúc gia đình, đào luyện nên những hài nhi Giêsu khỏe mạnh, nhân đức, bằng thái độ quyết mình phục vụ, quảng đại hy sinh, tận tụy trong bổn phận, gương mẫu trong đời sống và thánh thiện trung thành giữ lề luật Chúa. Sống theo mẫu gương Thánh Giuse, chúng ta sẽ không chỉ thấy gia đình chan hòa trong niềm vui hạnh phúc, yêu thương nhịn nhục, quảng đại thứ tha, mà còn có cơ hội để chia sẻ với Thánh Giuse trong hạnh phúc nước trời như lời Chúa đã hứa: hỡi những người đầy tớ trung tín, hãy vào hưởng phúc lộc mà Chủ đã dành sẵn cho các ngươi. Amen.
bài ca tôi hát về Thánh Giuse. Ngự trên thiên quốc, Ngài lắng tai nghe. Từ nơi khóc lóc lấy Thánh Giuse, dắt dìu con về khỏi đời u mê. Ngài là Giuse Dương Phù Đấng cứu đời. Ngài là Giuse Dương nuôi con Chúa Trời. Ngài là Giuse chọn một đời công chính, bên Chúa hết tình chẳng ngại khó hy sinh. Ngài là Giuse Dương Phù Đấng cứu đời. Ngài là Giuse Dương nuôi con Chúa Trời. Ngài là Giuse chọn một đời công chính, bên Chúa hết tình chẳng ngại khó hy sinh. Ngài là Giuse Dương Phù Đấng cứu đời. Ngài là Giuse Dương nuôi con Chúa Trời.